Chào các bạn, mình là Sang, kỹ thuật bên TK Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy rửa chén TK. Như các bạn đã biết, máy rửa chén hiện tại đã trở thành một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bạn nội trợ. Nó hoạt động như một con robot thông minh, có thể tự rửa sạch chén dĩa, ly tách, son nồi với số lượng linh hoạt mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Đại đa số các bạn nội trợ vẫn còn khá băn khoăn về mức độ tiêu thụ điện nước của máy rửa chén, thì xin hãy yên tâm vì máy rửa chén TK sẽ giúp các bạn tiết kiệm mỗi ngày. Ngoài ra, TK còn cung cấp đa dạng mẫu mã phù hợp với thiết kế không gian nhà bếp của từng ngôi nhà khác nhau, như các dòng máy rửa chén lắp âm toàn phần, bán phần hay đứng độc lập. Và sau đây mình xin giới thiệu một model trong dòng máy rửa chén lắp âm toàn phần của TK là DBK859FI. DBK859FI là một model trong dòng máy rửa chén lắp âm toàn phần của TK. Lắp âm toàn phần nghĩa là gì? Nghĩa là phần bảng điều khiển phía trước sẽ được che phủ hoàn toàn khi ốp tấm gỗ lên, và cộng với thiết kế đặc biệt của bảng điều khiển được che giấu hoàn toàn khi đóng cửa lại, và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy như một cánh cửa của hộp tủ bình thường. Trước khi đi sâu vào từng chức năng, mình xin giới thiệu sơ qua cho các bạn về các chất phụ gia cho máy rửa chén. Thì chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là có thể dùng viên nén 3-trong-1 kèm theo máy mới. Lựa chọn thứ hai là chúng ta có thể dùng những chất phụ gia riêng lẻ gồm xà phòng, muối sinh học và chất làm bóng. Về viên nén 3-trong-1 thì chúng ta lưu ý chỉ sử dụng cho những máy có chức năng 3-trong-1 được thể hiện trên bảng điều khiển của mỗi dòng máy. Tuy nhiên, lời khuyên từ TK Việt Nam thì các bạn hãy nên sử dụng các chất phụ gia riêng lẻ sẽ đạt hiệu quả cao hơn là dùng viên nén 3-trong-1. Về các chất phụ gia này sẽ được đặt ở đâu? Từ viên nén 3-trong-1 hay xà phòng thì chúng ta bỏ trong hộp này. Về chất làm bóng chúng ta sẽ bỏ trong hộp này. Và đây là vị trí để bỏ muối sinh học. Ở đây chúng ta có rổ trên, tay quay trên, rổ dưới và tay quay phun nước dưới. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện một chương trình rửa hoàn chỉnh. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách sắp chén dĩa vào. Đầu tiên chúng ta sắp dĩa như thế này. Đây là sắp ly. Đây là ly uống rượu. Còn ly này chúng ta để ở đây. Đây là sắp chén. Đó là sắp tô. Dao nằm ở vị trí này. Một lưu ý quan trọng, khi chúng ta sắp chén dĩa nên sắp theo chiều hướng được nguồn nước từ tay quay lên. Chúng ta sẽ tiếp tục tới phần sắp và của giỏ bên dưới. Ở vị trí này chúng ta sẽ để son nồi hoặc là chảo. Đây là giỏ để đựng dao, muỗng, đĩa. Và thì sắp như thế này. Đũa ta cũng có thể bỏ vào đây. Các bạn lưu ý khi để đứng hoặc dùng thì nên kiểm tra có vướng phần tay quay ở trên hay không. Đối với những con dao lớn thì chúng ta cũng có thể bỏ vào đây.
Sau khi bỏ chất trợ xả và sắp chén dĩa, chúng ta sẽ chọn chương trình để rửa. Đây là nút nguồn, đây là nút tắt mở nguồn, nút để sử dụng chức năng 3 trong 1. Đây là chức năng rửa nửa tải, nghĩa là khi dùng khi chúng ta có ít chén dĩa sẽ tiết kiệm được năng lượng và thời gian. Đây là đèn báo chất làm bóng và đèn báo muối. Khi hết muối và chất làm bóng thì đèn đỏ sẽ báo lên. Đây là nút chọn và đèn báo 5 chương trình tương ứng. Chương trình soak là chương trình rửa nhanh 15 phút, không có sấy khô ở cuối chương trình. Đây là chương trình rửa eco, rửa tiết kiệm, phù hợp với chén dĩa với mức độ dơ bình thường. Rửa 180 phút, có sấy ở cuối chương trình. Chương trình rửa 65 độ trong vòng 115 phút, dành cho mức độ dơ bình thường của chén dĩa, có sấy ở cuối chương trình. Chương trình rửa nhanh 38 phút, dùng cho chén dĩa chúng ta rửa ngay sau khi dùng. Chương trình rửa mạnh ở 70 độ C, 150 phút dùng cho chén dĩa rất dơ và đã khô. Đây là hai đèn báo kết thúc chương trình. Khi kết thúc một chương trình rửa, hai đèn này sẽ nhấp nháy và báo hiệu bằng tiếng beep. Để thực hiện chương trình rửa, đầu tiên chúng ta nhấn mở nguồn. Và đây nhấn nút chọn chương trình. Đây tôi chọn chương trình soak, rửa nhanh 15 phút. Sau đó chúng ta đóng cửa lại, sau vài giây máy sẽ tự hoạt động. Sau khi kết thúc chương trình, máy sẽ báo hiệu bằng tiếng beep. Và lúc này chúng ta có thể mở cửa ra. Và đèn en sẽ sáng lên. Lúc này chúng ta có thể tắt nguồn và mở hết cửa ra để giúp chén dĩa mau khô hơn. Để hủy một chương trình, chúng ta sẽ mở cửa ra. Chúng ta nhấn giữ phím chọn chương trình cho tới khi hai đèn en sáng lên. Vậy là chúng ta đã hủy được chương trình và có thể chọn lại chương trình khác tự ý. Như vậy là mình đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy rửa chén DPK859FI. Hãy theo dõi kênh của chúng tôi để nhận được nhiều video về sản phẩm hơn. Xin cảm ơn các bạn.